Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Xe 88. Hôm nay thì em làm một video đó là so sánh tên gọi xe đạp ở miền Nam và miền Bắc gọi khác nhau như thế nào, từ linh phụ kiện đến tên xe. Thì thực sự là nếu mà các bác ở miền Bắc mà bán hàng cho các bác miền Nam thì sẽ gặp cái tình trạng đó là phải dịch. Đó là nhiều cái linh kiện mà ở trong miền Nam nó gọi tên khác ngoài miền Bắc mà cùng một linh kiện đấy. Đấy, hoặc là các bác ở miền Bắc muốn bán hàng cho bác miền Nam chẳng hạn, bác miền Nam đang có hàng muốn bán gọi khác nhau hoàn toàn luôn. Thì trong video hôm nay em sẽ chia sẻ một số cái gọi là ngôn từ ở trong miền Nam và miền Bắc khác nhau khi gọi những cái linh kiện phụ kiện của xe đạp. Vì thực sự em cũng có thời gian vào Hồ Chí Minh đấy, làm việc trong đấy được 2-3 năm cũng bán xe đạp, thì cũng phân biệt được một số cái. Và để khi các bác nghe các bác ở trong miền Nam gọi ra mua hàng cũng để tư vấn được. Thì đầu tiên điều đầu tiên đó là khung xe thì vẫn là gọi khung xe thôi, chả phải thay đổi gì cả. Đấy, đầu tiên đó là về vành trước đi. Miền Bắc gọi hay gọi là vành. Đây, vành là cái này. Miền Bắc hay gọi là vành. Nhưng mà miền Nam hay gọi là liềng. Đấy, khác nhau hoàn toàn luôn. Lắm lúc nghe tư vấn bán tên cái liềng xe cũng hiểu cái liềng là cái gì luôn. Hóa ra đó là cái vành các bác nhá. Đấy, miền Bắc gọi là vành, miền Nam gọi là liềng. Đấy, tiếp theo miền Bắc gọi cái này là lốp xăm, nốp và xăm, nhưng mà miền Nam lại hay gọi là ruột vỏ. Nốp nó gọi là vỏ, đấy, xăm thì gọi là ruột. Đấy, lắm lúc cảm giác nghe không hiểu cái ruột là cái gì luôn. Đấy, tiếp theo miền Bắc thì gọi là phanh, miền Nam gọi là thắng, bán cho anh cặp thắng. Thắng không hiểu thắng là cái gì. Đấy, thật sự nếu các bác mà chưa vào trong miền Nam bao giờ mà bán hàng cho một số bác miền Nam sẽ rất là phải khó để phiên dịch ra. Đấy, hôm nay làm video để các bác dễ hiểu hơn này. Đầu tiên là vành, miền Bắc gọi là vành, thì miền Nam gọi là niềng này. Nốp thì là ruột này, à nốp là vỏ này. Xăm gọi là ruột, thắng, phanh. Đấy, tiếp theo miền Bắc gọi đây là chắn bùn, chắn ra đỡ bắn. Thường thường là hỏi mấy bác cái rè là cái gì. Đấy, rè là tiếng của miền Nam các nhá. Miền Nam hay gọi cái này là rè, miền Bắc hay gọi là chắn bùn. Đấy, nắm lúc phải dịch ra, và có phải là cái để chắn cho nó đỡ bùn hay không. Đấy, gọi là rè, miền Nam gọi là rè, miền Bắc gọi là chắn bùn. Đấy, tiếp theo miền Bắc hay gọi cái này là xích này, xích, nhưng mà miền Nam hay gọi là sên các bác nhá, sên, sên. Đấy, rất là dị. Nghe cảm giác lắm lúc không phân biệt luôn. Đấy, xích miền Bắc gọi là xích, miền Nam gọi là sên. Đấy, miền Bắc gọi cái này là đùi đĩa, nhưng mà miền Nam gọi là giò đĩa. Giò đĩa, bán cho anh cặp giò đĩa. Đấy, miền Bắc gọi là đùi đĩa, miền Nam gọi là giò đĩa. Đấy, tiếp tiếp theo đến một số linh kiện khác. Đấy, là ở miền Bắc gọi này là gọi cái ở trong này là bét bát chén cổ, nhưng mà miền Nam nó gọi là chỉ gọi là chén cổ này. Mình hay gọi là bát chén cổ vì nó giống như cái bát nó quây quanh, như trong miền Nam chỉ gọi là chén cổ. Đấy, rất là hay. Dây phanh, dây thắng. Đấy, dây đề, dây phanh, dây thắng này. Đây là một số cái điểm khác biệt giữa tên gọi, giữa những cái linh kiện của miền Nam và miền Bắc khi tư vấn. Thực sự là chắc rất là nhiều các bác gặp phải, đó là tình trạng như một số bác ở trong ngoài miền trong gọi ra mua hàng, hoặc là khi tư vấn cảm giác nó khác ngôn ngữ của nhau, cảm giác rất là khó bán hàng, thực sự rất là khó bán hàng. Nên em làm một video để chia sẻ những cái điểm mà khác nhau giữa tên gọi còn lại linh kiện giống nhau, thì các bác khi mua hàng các bác thể rất dễ dàng phân biệt hơn. Ngoài ra thì cũng có một số cái linh kiện khác nữa, nhưng mà em sẽ lại bổ sung trong video sau. Ở video này em đa số phân biệt cho các bác đó là về một số linh kiện dễ nhìn trước để các bác có thể dễ dàng mua hàng được hơn. Cảm ơn các bác đã dành thời gian để xem video. Bác nào thấy video nào hay chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ số tiền 88. Cảm ơn các bác, xin chào.